Kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SPTN. Hôm nay là một chương trình thật là đặc biệt với một cái chủ đề thật là đặc biệt về con người thật là đặc biệt. Hôm nay chúc Hồ được hân hạnh được chia sẻ tâm sự với một người đàn anh của mình, một người nhạc sĩ sáng tác đã để lại cho nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta trải dài trên 60 năm qua. Anh sáng tác khi chúc Hồ chưa ra đời năm 1964 và đó không ai khác hơn là nhạc sĩ Vũ Thành An. Chào anh. Vâng, à, kính chào chú Hồ và dạ. kính chào quý khán thính giả của đài SPTN khắp nơi ạ. Dạ, trước hết là chú Hồ muốn tâm sự với khán giả để về những việc gì mà anh Vũ Thành An đang làm. À, anh đang làm nhiều chuyện lắm, toàn là những chuyện mà cần sự đóng góp của tất cả mọi người vẫn còn có tấm Đồng. lòng vẫn còn những cái ưu tư về những cái gì nó công bằng và nhân ái. À, trước hết là em muốn hỏi anh về, mặc dù anh 80 tuổi rồi, chúc mừng sinh nhật anh, hôm nay là sinh nhật của anh. Vâng, cảm, ơn chú Hồ. tháng 4. Ừ. Dạ. Anh đã 80 tuổi rồi, em đã tới 59 mà em đã thấy muốn về hưu rồi, sức người đi không nổi rồi mà sao <laughs> anh vẫn còn đi đây đi đó để anh hoạt động. Việc đầu tiên em làm phụ anh để giúp anh là anh lập ra hội bảo vệ tác quyền. Thì vâng. cái đó là chuyện đầu tiên em muốn hỏi. Vâng thì à, kính thưa quý vị thì biểu phục thành Thanh An thấy rằng là trong mình là người nhạc sĩ à, trong sinh hoạt à, văn học nghệ thuật mấy chục năm qua Nó có một cái ưu tư mà mình thấy không phải là riêng cho mình nữa mà cũng đa số các à, nhạc sĩ sáng tác á, thường thường là mấy chục năm qua là bị bỏ quên à, Những cái tác phẩm mà được hát lên thì chỉ nhắc đến cái tác phẩm đó thôi mà không hoàn toàn không nhắc đến tên tác giả và cũng không có tác giả cũng không có được một tí gì hết thì vũ thành an kêu gọi mọi người nhớ đến đến các nhạc sĩ vì thế cho nên là vũ thành an mới lập hội tác quyền ca và trúc hồ cũng đã À, phụ với vụ thể ăn ngay từ là bắt đầu VACA ca cũng, cũng mấy năm trước lần đó à, bây giờ thì bắt đầu mới có những hoạt động Dạ anh có cái dự định làm cái này lâu rồi nhưng mà ngày hôm nay mới thật sự là bắt có một nha. cái hợp pháp về vấn đề tổ chức ừ. vâng. ngo của hội tác quyền vâng. cái nếu quý vị vấn đề mà người nhạc sĩ sáng tác mà họ lấy lại công bằng những gì thuộc về họ đó là chuyện đương nhiên thời Ê sa chúc hồ còn làm Ê sa tất cả những nhạc sĩ sáng tác cho dù ở nơi nào ngay cả còn ở việt nam chúc hồ vẫn tìm cách liên lạc để giao tiền tác quyền cho họ ừ. không những vậy nếu mà người đó chết thì giao lại cho gia đình đó ừ. đó là những gì trung tâm Ê sa đã làm bao nhiêu năm qua có năm khá khá lời lời chúc chúc hồ gửi về cho các người nhạc sĩ ở quê nhà một chút quà cho ăn tết đó là ừ. sự thật những trung tâm khác thì chú hồ không biết À, nhưng mà về xa đó là như vậy. Nhưng mà gần đây cái tệ nạn tác quyền nó trở thành một cái gì nó kinh khủng là bởi vì ra cái Facebook và YouTube ừ. nó làm phiền những người tác giả vô cùng. Ừ. À, có những người tự nói mình là chủ quyền của những bài nhạc đó luôn ừ. một cách rất là vô lý và một cách phải nói dùng từ là tham và ác phải không ừ. không phải của mình mà tự nhận của mình rồi ừ. đi làm tiền của người khác ừ. đó là lý do mà anh Vũ Thành An trăn trở để mà anh muốn giúp những người sáng tác có được cái tiếng nói bằng một cái hội có hội thì chúng ta có tiếng nói à, thì em rất mong là anh là đứng ra lãnh trách nhiệm này và hoàn thành công việc thật là tốt cho nên anh em lúc nào em cũng đằng sau để giúp đỡ anh về vấn đề này Và bởi vì đây là một hộ. chuyện cần anh. làm dạ. thì bây giờ cái hội của anh tới đâu rồi thì thưa trung hồ thưa các, các quý khán thính giả thì là bắt đầu à, hoạt động bắt đầu phải nói rằng đây là cái công việc hoàn toàn mới à, cho nên là mình cũng không thể có những cái chương trình cụ thể bây giờ là vấn đề là đi dò đường ừ. bây giờ mình mình có anh em tới kết hợp với nhau lại nguyên tắc là anh em đã đồng ví nhau là tôn trọng tác quyền nhưng mà hình thành là hình thành như thế nào làm như thế nào thì phải đi từng bước ngắn nhỏ một để cho nó tốt rồi thì chúng ta sẽ đi tiếp chứ còn đây hoàn toàn đó là một cái gì rất là mới mà không không ai có cái kinh nghiệm làm một công việc này và cái cái tình hình thực tế thì cái tinh thần của người ta trong suốt bao nhiêu năm qua tức là người ta muốn sử dụng free À, người ta không khi mà sử dụng một cái bài hành hát gì đó thì là cứ lấy sử dụng thôi nó quen rồi. À, Thấy bây giờ làm sao mà nhắc nhở những anh em đó nhớ đến tác quyền thì đó nó là một cái vấn đề nó nó rất là lớn. Một khi mà người ta đã có cái ý thức để mà người ta trả tác quyền thì nó dễ. Cái khó khăn ở ở ở chỗ này là nếu mà những người mà biết nghĩ tới những người sáng tác để mà mình có tác phẩm để mình thực hiện chương trình để mình trả tiền đàng hoàng đó, thì nó không có gì là khó khăn. Đúng rồi. Cái khó khăn ở đây là chúng ta không có nhiều người như vậy. Ừ. Họ cứ là thực hiện youtube rồi cứ coi như là nói như là một cái rừng nó không có luật. Thật sự ra khó khăn của hội theo ý của em yeah. là bởi vì chúng ta là người sáng tác là người nhạc sĩ Việt Nam, ừ. à, chúng ta hiện ở Hoa Kỳ và chúng ta phải theo lực của Hoa Kỳ. Đúng rồi. À, ừ. Uh, cá nhân của chúc hồ chúc uh, hồ là trong hội uh, American composer của người hoa kỳ bởi vì người họ chúc hồ đã uh, uh, vào hội của người mỹ ở ngay xứ mỹ này về những người sáng tác thì họ họ có cái hội họ bảo vệ cho mình nhưng mà họ không bảo vệ hết được bởi vì rất nhiều bài của mình cá nhân em em cũng yeah. có nhiều bài tình cờ mình đi mình thấy có một cái công ty nào đó thực hiện karaoke hát bài cho đến cuối cuộc đời mà cũng chẳng có ai liên lạc với mình Đúng rồi. và họ đã thực hiện cái đó để bán karaoke cho bao nhiêu người Đúng rồi. mà sử dụng bài đó và mình cũng không biết công ty đó là công ty gì mà cũng không hiểu tối như là mình nhìn mình chỉ biết cười thôi và mình chỉ nhìn cái người đang hát bài của mình và mình cảm thấy mình cảm ơn à, là có một cái người mà Uh, khá đứng khá đứng tuổi mà trí thức mà hát nhạc của mình thì mình cũng vui chứ còn cái chuyện tiền bạc thì mình không có để ý lắm nhưng mà khi mình về mình ngồi suy nghĩ á làm cái đó đâu phải một mình chút hồ nhạc của anh vũ thành an nhạc của anh ngô thiện miên nhạc của rất rất nhiều người được sử dụng qua hệ thống karaoke mà những người tác giả mấy ai được liên lạc xin phép nói chứ đừng nói chỉ là trả tiền đúng rồi. không anh cho nên vũ thành an ảnh muốn làm một cái hội để anh bảo vệ cái quyền của người sáng tác người sáng tác họ cũng là những người đi làm việc thì làm việc mà phải có lương khi mà họ sáng tác xong thì cái sáng tác họ được công ty khác sử dụng để bán thì thì họ phải được lương thôi phải ừ. được cái 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 sự gọi là ở hoa kỳ họ có lực bảo vệ nó có nhiều cái lực mechanical right ừ. rồi royalty right nó nhiều thứ lắm nó không có đơn giản nhưng mà chúng ta chỉ nói đơn giản như vậy thôi là khi mà anh dùng tác phẩm của tôi trong vấn đề mà buôn bán thì anh phải trả tiền đúng rồi còn nếu mà anh dùng bài nhạc của tôi để mình hát trong một cái đêm của cộng đồng hay là em hát ở gia đình ở nhà ừ. hát cho nhau chơi nghe thì chẳng có gì phải xin phép trả tiền cả vâng. người nhạc sĩ chúng tôi nói thật người nhạc sĩ thường thường họ ít để ý tới tiền bạc vâng. phải không anh? Vâng. Đôi khi họ ngại mở miệng ra Ủa tại sao anh xài bài tôi mà anh không trả tiền? Vâng. Cái thế hệ của anh có bị gì không? Chắc chắn rồi thấy từ không? khi mà mấy uh, mấy chục năm trước mình sang bên này cũng bốn bốn chục năm trước mình sang bên này thấy tình trạng đó thì mình cũng mình đi vào trong một cái tiệm thấy nhưng là 10 cái, cái cái CD thì thấy là bảy tám cái là có nhà không mình. tên rồi à, mà, à. mà không thấy ai họ làm cái gì Bởi vì cái đó là một cái thói quen mà không tốt ừ. ở Hoa kỳ này khi mà chúng ta sử dụng bài nhạc chúng ta đi vào một tiệm ăn chúng ta đi vào cái bar rượu à, họ phát ra những cái bài nhạc thì cái tiệm ăn và bar rượu đó họ đều phải trả license fee mỗi tháng cho cái hội ASCAP thì hội ASCAP họ thảo cái tiền đó họ chia cho cái những hội viên của họ ừ. à, cái tiền họ không có chặt nhiều đâu về vấn đề mà cái tiệm bán tiệm bán rượu hay là một cái sport bar nào đó à, họ chỉ đóng ngay cả SPTN mỗi tháng đi phải trả cho ASCAP ừ. đó là cái nó gọi là cái, cái 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 gì mà mình gọi là cái phải thối làm, thiệu. phải làm ừ. tối thiểu là mình phải trả tiền cho ASCAP mặc dù mình đôi khi lâu lâu mới sạn bài của người hoa kỳ thôi nhưng mà cái đó là cái gì mà nó đòi hỏi là mình phải tôn trọng cái luật pháp là khi mà chúng ta một có một cái cơ sở chúng ta làm chúng ta thương mại chứ không phải là chúng ta làm để mà non profit chúng ta làm thương mại thì chúng ta có cái vấn đề mà tư nhân trong đó thì chúng ta nên trả công cho những người cho chúng ta cơ hội để chúng ta tạo ra cái sản phẩm đó. đúng rồi. Ừ. Ừ, cho nên em nghĩ là nếu mà anh Vũ Thành An anh liên lạc được hết những nhạc sĩ tiền bối thời của anh, à, em sẽ phụ anh để liên lạc những nhạc sĩ ở bên này à, lập một cái hội để bảo vệ các quyền cho những người sáng tác. Yeah. Thì trong lúc này thì anh nghĩ rằng là Bây giờ là làm sao cho người ta đổi cách suy nghĩ Đổi cách suy nghĩ thì bây giờ là thay vì bây giờ mình, mình xài mà Không thì bây giờ mình nghĩ Cho tất cả những người mà sử dụng cái Cái, cái âm nhạc đó là nhớ là trước khi sử dụng đó, Thì phải nhớ đến tác giả bằng cách nào đó Bây giờ phải thay đổi cái, cái thói quen trước Cái, cái đó. đó là nó phải trả cái tiền mechanical right chẳng hạn như bây giờ Chúng ta không chúng ta không thể nào đòi tiền tác phẩm của mình ở nơi người ca sĩ được người ca sĩ chỉ là một người cũng được người, cái người nhà bầu xô mời tới thôi họ chỉ là quốc như là một người giống như là hát tác phẩm của mình thôi họ không chịu trách nhiệm về vấn đề tác phẩm bởi vì không phải là quyền của họ họ không phải cái trách nhiệm đó trách nhiệm của họ là đi hát cái người bầu xô là người chịu trách nhiệm người bầu xô là người bán vé thu tiền chi phí này kia cái nọ ừ. thì những bầu xô ở trên hoa kỳ này trước hết chúng ta nói chuyện hoa kỳ vậy đã ở ra khỏi hoa kỳ nó còn khó khăn cái mức nào nữa ừ. thì khi mà chúng ta cho những bầu xô biết là chúng ta chúng tôi có cái hội như thế này chúng tôi chỉ lấy tiền gọi là tối thiểu, tối thiểu. giá tượng trưng một show là bao nhiêu chẳng hạn, một show ít nhất là hai chục bài thì một bài mình lấy chừng trăm ừ, mấy năm chục dạ, gì đó, năm chục thôi dạ. à, 50 thôi cũng đâu có nhiều, năm chục chỉ có ngàn đồng ca sĩ họ hát một show có người người lấy cả bảy tám ngàn đồng, ca sĩ Việt Nam qua đây lấy còn nhiều hơn đúng nữa, rồi. À, mà những người nhạc sĩ sáng tác không có nhạc sĩ sáng tác, ca sĩ làm gì có bài mà hát, <laughs> dạ đúng rồi phải không nói nói đơn giản là như vậy nếu mà không có những người sáng tác thì ca sĩ không có bài hát người việt nam của chúng ta phần đông hát những tác phẩm của một người nhạc sĩ sáng tác người châu âu và người hoa kỳ và người những cái xứ khác họ có những cái ban nhạc tự họ sáng tác những nhạc phẩm của họ ừ, hát ừ. còn chúng ta phần đông là ca sĩ sáng tác những bài nhạc của người khác việt nam mình chỉ có ban nhạc duy nhất sáng tác và mình trình bày của mình luôn đó là ban nhạc phượng hoàng à, à, à cái hay là cái chỗ yeah. đó nhưng mà chúng ta không có phượng hoàng thứ hai chúng ta chỉ mới có một ban nhạc phượng hoàng của anh lê hữu hà và anh nguyễn trung cang thôi phần đông khi mà chúng ta hát lên một bài hát thì đó có một người nhạc sĩ nào đã sáng tác cho chúng ta và chúng ta cầm cái đồng tiền về Mặc dù chúng ta không chịu trách nhiệm gì Để trả ừ. tiền tác quyền Nhưng mà đối với Chúc Hồ Nếu mà Chúc Hồ có gặp những ca sĩ Chúc Hồ giảng khuyên Các em tìm được tiền Mỗi năm các em nên trích chừng 2% Cho tới 5% các em gửi những người Nhạc sĩ sáng tác ở quê nhà ừ. Họ không có đủ sống Họ không có ai bảo vệ cái, cái quyền gọi là của họ hết Những bài nhạc của họ Hát ở bên đây hết chủ trường này cho tới sông bài nọ họ không nhận được một đồng nào hết cái đó là bất công kính thưa quý vị chúng tôi sẽ trở lại chương trình trong dài thông tin thương mại